Bản tin Hoa hậu Hoàn Vũ 19 tháng 5. Hồ Hèn Nghê mặc áo dài trắng chứng minh bằng cấp Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, bức ảnh mặc áo dài trắng của Hồ Hèn Nghê xứng đáng là tâm điểm của bản tin Hoa hậu Hoàn Vũ hôm nay. Trên trang Miss Sociology có nhiều lời khen cho cô Hoa hậu đẹp nhất thế giới do họ chọn ra. Mở đầu bản tin Hoa hậu Hoàn Vũ hôm nay là bức ảnh diện áo dài trắng tinh khôi của Hồ Hèn Nghê do trên trang sắc đẹp uy tín Miss Sociology đăng tải. Trong ảnh, top 5 Miss Universe 2018 khoe nhan sắc vừa cá tính vừa dịu dàng hút hồn người xem. Miss Sociology nói về Hồ Hèn Nghê, cô ấy luôn xinh đẹp đến nghẹt thở. Người đẹp Tây Nguyên cũng gửi lời cảm ơn trên trang này dưới phần bình luận. Trước đó, Hồ Hèn Nghê vượt qua hàng trăm hoa hậu xinh đẹp trên thế giới để trở thành người chiến thắng giải thưởng Timeless Beauty Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 do Miss Sociology bầu chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.